xảy ra tin đồn yêu đương với một người bạn đồng giới, nhưng cả hai cặp đôi Kỳ Duyên Minh Triệu và Hoàng Thùy Linh Ghiêu Lê đều được nhận xét là rất xứng đôi với nhau, từ ngoại hình đến tính cách và sự nghiệp. Việc fan gán ghép các cặp đôi thần tượng khác giới, đồng giới đã không còn là điều quá xa lạ. Không những ở showbiz Việt mà ở Hàn Quốc, Trung Quốc, điều này còn trở thành một loại văn hóa của người hâm mộ. Đối với những cặp bạn thân là nghệ sĩ nổi tiếng hoặc chỉ đơn giản là trong họ đẹp đôi thì đều có thể trở thành lý do để các fan ship nhiệt tình. Và nếu khoanh vùng trong showbiz Việt hiện nay, hai cặp đôi bạn thân nữ đang được người hâm mộ ghép đôi và ủng hộ nhiều nhất chính là Kỳ Duyên Minh Triệu và Hoàng Thùy Linh Ghiêu Lê. Cặp đôi Hoàng Thùy Linh và Ghiêu Lê đang là tâm điểm chú ý của dư luận trong thời gian gần đây khi liên tục lộ những khoảnh khắc hẹn hò tình tứ bên nhau. Sau khi chia tay Vĩnh Thụy, Hoàng Thùy Linh thường xuyên tụ tập cùng một nhóm bạn thân có Ghiêu Lê, Bi Trần, Khả Ngân. Nhưng riêng Ghiêu Lê và Hoàng Thùy Linh mới xuất hiện tin đồn yêu đương bởi hai người thường xuyên có những dấu hiệu tương tác tình cảm ngầm với nhau trên mạng xã hội. Đeo nhẫn đôi, Ghiêu Lê hộ tống Hoàng Thùy Linh đi làm. Thậm chí mới đây nhất, Hoàng Thùy Linh tham gia tiệc mừng sinh nhật mẹ Ghiêu Lê, sau đó cặp đôi bị bắt gặp ôm tay dựa vai tình tứ bên nhau trên máy bay. Hoàng Thùy Linh là một cô gái mạnh mẽ nhưng lại trải qua nhiều lần biến cố tình cảm và nhiều vết thương lòng. Vì vậy, nhiều khán giả cho rằng một người trưởng thành thông minh điềm đạm như Ghiêu Lê có thể sẽ mang cho nữ ca sĩ cảm giác bình yên và được yêu thương. Dù mối quan hệ này chưa được làm sáng tỏ, nhưng các fan rất hy vọng Hoàng Thùy Linh và Ghiêu Lê thật sự là một đôi. Kỳ Duyên Minh Triệu. Cộng đồng mạng giờ đây đã không còn xa lạ với hình ảnh Kỳ Duyên nắm tay Minh Triệu đi dự sự kiện, những cái ôm tình tứ, những lần thả thính ngọt ngào, vô số lần mặc đồ đôi hay những hành động ngọt ngào dành cho nhau. Mặc dù từng một mực phủ nhận tin đồn yêu đương cùng giới, nhưng dường như hành động của cặp đôi này lại thể hiện điều hoàn toàn trái ngược. Một người là Hoa hậu Việt Nam 2014, một người là siêu mẫu nóng bỏng hàng đầu làng thời trang Việt, Kỳ Duyên và Minh Triệu được người xem nhận xét quá đẹp đôi, từ ngoại hình đến sự nghiệp. Vào thời điểm cặp đôi tham gia cuộc đua kỳ thú, tình cảm và sự quan tâm mà cả hai người dành cho nhau lại càng khiến người hâm mộ nhiệt tình đẩy thuyền Duyên Triệu nhiều hơn.